Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một người chơi Town 11 của bạn Văn Hiểu. Vâng, hiểu biết đấy. Bạn sinh năm 96 đến từ Thái Bình, quê lúa. Vâng, hai tay hai sọt tung hoành khắp nơi. Bạn ấy là một người chơi với combo Super Queen Miner bay cúp ở huyền thoại. Đây anh em, đánh toàn là Super Queen huyền thoại này. Đấy, Miner đấy. Đùa chứ nhìn mấy các bạn đi Miner mình rất thích. Bởi vì mình có biết đánh Miner đâu. Vâng, anh em nào là tín đồ của Miner thì vâng hãy vào đây để thử xem thanh niên này đánh có hay không. Hay là đối với người chơi gà như mình thì bạn này đánh như vậy là hay rồi. Đập nhà bạn này có tới hai cái bánh sinh nhật rồi này. Chúng ta hãy cùng theo dõi bạn ấy sẽ đi queen như thế nào nha. Ở đây là đánh một người chơi ở Town 11 ngang phèo luôn. Nếu các bạn thấy thích video hãy để lại mình nút like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming của mình. Còn nếu các bạn có nhu cầu mua gem, những gói ưu đãi trong cửa hàng thì cứ liên hệ theo đúng đường link Facebook đã có sẵn ở trong phần mô tả video này để mình được tư vấn hỗ trợ sớm nhất cho các bạn. Và anh em lưu ý là có tính thêm tiền phí nha. Lính hội thành đã ra. Em Queen sẽ phải xử lý như thế nào đối với hai thanh niên Valkyrie kia? Chơi đồ. Không thể chủ quan được trong tình huống đấy. Bắt buộc phải chơi đồ. Đi queen rất sớm từ góc 9 giờ này. Một mẫu bay khá là phổ biến ở Town 11 và nhiều người chơi Town 10 cũng áp dụng cái mẫu bay kiểu như thế này. Và mình cũng đã làm video rồi. Anh em nào mà chưa biết cái website akarigaming.com chuyên về những cái mẫu bay cho các bạn ở các cấp độ nhân chính, rồi là kể cả từ leo rank hay là từ đánh vua đều có hết, thì anh em hãy xem lại vào website akarigaming.com là có nha. Khi vào website hay là khi các bạn xem video thì nếu thấy quảng cáo thì anh em cứ bấm vào đấy ủng hộ mình cái. Bởi vì các bạn xem quảng cáo thì mình mới có để có ngân lượng để trả tiền net, trả tiền mạng, rồi là trả tiền điện để còn làm video cho anh em các bạn nha. Vâng, nó bấm thì nó miễn phí thôi mà. Và như vậy là đại quân đang đi theo hình vòng vòng ở phía ngoài rồi. Chấp luôn cả hồi máu. Tưởng bạn chấp hồi máu chứ. Bẫy lốc xoáy đã được mở ra nhưng Miner không ảnh hưởng. Có một hai em Baby Tiểu Long đi để cắt góc hỗ trợ các thứ. Đánh Miner nó thực sự là khó chịu anh em ạ. Vì tớ đánh trận nào là mặt về nhọ nhem ba sao đen trận đấy. Bởi vì không biết nó đi kiểu gì luôn. Đấy, trận này là Miner đi ôm cua là đi lòng va lòng vòng rồi này. Rồi, một pha gồng đại quản giáo cực kỳ hợp lý. Đóng băng luôn cho nó chất chơi. Như vậy là cái bay này thì để đi queen nó vẫn vào bắn lọt được. Ôi, thêm hồi máu khu vực nhà chính bởi vì lỡ ở đây có quả bom đôi thì căng. Rất là cẩn thận. Em queen 50 thoải mái đi xử lý luôn. Rồi, như vậy là trong khu vực phía trong lại không có bom ở chỗ nhà chính. Thanh niên Kikin này đến từ El Salvador đã nằm sàn rồi. Một trận thi đấu tốt của Văn Hiểu. Ok bạn ơi. Ui, 20 cúp ngon. Chúng ta cùng đến với một trận thi đấu đánh nhà tha hơn 11 nữa. Nhìn cũng cứng cá phết nhỉ. Đưa một hop vào để dụ xem lính Glen là gì. Mà không thành công. Ui, trận nhà này hơn 1 triệu tím anh em ơi. Giàu thế. Để xem bạn ấy đi queen như nào nha. Vẫn là luôn một cái trường phái là đục xe bò vào thẳng khu vực để mở lối cho em queen, chứ còn bạn này không mang ôm bom. Bạn Văn Hiểu đánh với phong cách là không mang ôm bom. Xe bò đục đang rất là sâu rồi. Inferno nhiều tia đang đốt. Nhưng mà có lẽ là thêm được một lớp tường nữa vào đúng trung tâm luôn đấy. Đấy, đã đập cuồng nộ ra đây sẵn rồi này. Ôi, ăn luôn được mỏ chim cực kỳ nhẹ nhàng. Êm xịt rồi. Đóng băng và tiêu diệt nốt cái Inferno nhiều tia là rất thành công. Cực kỳ thành công. Rồi. Bây giờ thì Miner nó đi nó mút bằng hết cái bay này. Này thì ring bay với chúng tôi. Một pha thả độc dược trượt không trúng một chút nào. Nó đóng băng luôn à. Chơi bời quá. Toàn bộ Miner nó vụt ở từ hướng góc 3 giờ. Nó kinh đâu. Mình nghĩ quả này là phải có thằng kinh cắt mấy cái mỏ này chứ nhờ.
Đấy, bởi vì Miner nó kinh cắp từ bên này luôn. Ôi vãi trưởng. Ồ, cắt về đến 6 giờ là Miner ôm cua vào trong. Ồ, ra cắt dự là như thế. Mình không chơi Miner nên cũng không có rõ lắm. Ở nhà cái bạn đang bị đập này, để trồng nhiều mấy cái bụi cây nhỏ nhỏ này phết. Được mỗi cái bánh để đấy thôi. Ôi trời, mút hết cái nhà này cho tớ. Ồ, đi Miner nó không ưu tiên cái công trình phòng thủ hay là công trình, mà nó cứ gặp cái gì gần nhất là nó vụt. Gần nhất là vụt, vụt hết. Miner còn rất đông và đại quản giáo còn chưa cần gồng. Một spell hồi máu còn chưa dùng nữa. Ôi, vâng, đánh combo Miner này nó rẻ mà nó hiệu quả phết nhỉ. Như này thì ngon rồi. Farm kiểu gì cũng lời anh em ạ. Đấy, một combo mang về tài nguyên cho anh em cực kỳ nhiều luôn nha. Úi trời phê. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tấn công một nhà. Nhà này mắc rồi, gần mắc rồi. Còn kinh với cả là đại quản giáo một chút xíu nữa thôi, chứ còn công trình phòng thủ với cả là tường cứng lắm rồi. Cái mẫu này khá là phổ biến ở cái nhà huyền thao hơn 11 nhỉ. Hình như lúc nãy có review một mẫu bay kiểu này rồi đúng không? À đúng rồi, ăn quả bom dưới này. Queen đâu rồi? Vào đây là cứ tiêu diệt cái mỏ chim người đã, không nói nhiều. Ha ha, bẫy lốc xoáy rồi. Sẽ như nào đây bạn ơi? Ui giời, sẽ bò đục tường có vẻ vất vả. Cố lên và chơi cái mỏ chim đi. Nó đang chơi mỏ chim rồi. Ôi rồi, ăn được mỏ chim nhưng mà xe bò cũng hẹo ở đây luôn. Để sẵn luôn, ngon đấy. Rồi, em Kim quay vào đây, cẩn thận nha. Inferno 1 thì nó đốt đau lắm nha. Và Miner cũng được thả góc 12 giờ đi vào. Đúng rồi, nó sẽ chạy lòng vòng như lúc nãy ở cái bay đánh hồi đầu video. Đóng bằng cho nó chắc cốp, nhưng mà không hề có em nào quay vào đây. Trông nữa vào chỗ cái cannon 2 nòng này thì em Queen có thể ăn được cây Inferno. Rồi, độc dược vụt ra đây rồi, làm chậm em Queen của địch. Ui giời, có cả lính bay nữa, bóng bay nữa. Miner ăn Queen rất ngon nghẻ luôn. Đúng luôn, như vậy đi theo cái hướng lúc nãy rồi. Nhưng mà bây giờ Miner đi đẹp hơn, bởi vì ăn vào khu vực trung tâm phía trong và King nó đang xử lý ở khu vực phía ngoài. Một pha gồng đại quản giáo cực kỳ kịp thời, cứu được rất nhiều lính ở trong tình huống này luôn. Chúng ta đang còn 2 bình hồi máu. Quá khỏe trong trận này rồi. Ui trời, đại quân nó sẽ rất là ok đấy. Trận này đi mượt hơn trận lúc nãy nữa. Có kinh nghiệm hơn rồi. Đẹp. Và như vậy hồi máu bây giờ quay sang bơm cho kinh luôn. Có khi nào cuối trận ba ông thần này máu đều full và chúng ta lại về được farm tiếp thêm một trận nữa không? Hay nhỉ. Ôi sự gồng Queen luôn. Đại quản giáo kìa, bơm cho đại quản giáo đi. Rồi, vào đây được hồi sức cấp cứu nữa, ăn bánh sinh nhật nữa. Ui trời, nó lại đẹp quá. Đúng là ba tướng nó xanh máu trở lại rồi. Quá tốt trong trận này luôn. Đây là một trận thi đấu vụt nhà Thaon 12. Nhưng mà Thaon 12 này rút hôn chưa mạnh mẽ lắm đâu, nên cứ bình tõm, cứ tự tin mà đi Queen. Để xem nào, lần này đi từ hướng 6 giờ dưới này đi lên. Ui giời, tường này mềm. Tường này không ngon bằng tường Thaon 11 khi nãy đâu. Tường này tường hôn 9 thôi xử lý được. Baby Tiểu Long đã vụt ở đây rồi. Lắp quả bẫy lốc xoáy được đấy. Cắt nhanh cho em Green quay xe. Explode để hai cái mặt đất nó đang bắn tết to là nhòe ở đây luôn rồi. Hawk này thủng lốp, xe sẽ thủng lốp trong tình huống này. Không đập cuồng nộ cho Plun nữa. Mình vẫn chưa thấy và lính hội thành bàn này sử dụng là Plun 9. Kinh đã bị cây Inferno 1 tia góc 3 giờ nó chiếu rồi. Hẹo. Đã hẹo. Đi Queen gặp Inferno 1 tia là thốn lắm đấy. Toàn bộ đại quân Miner vụt vào hướng 3 giờ rồi.
Cố lên, ô đại quản giáo đi có vẻ hơi chậm nhỉ. Nhà này bánh sinh nhật hai cái. Rồi anh em có nhu cầu mua gem, mua gói vé vàng hay là gói ưu đãi thì cứ liên hệ cho mình theo đúng đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video anh em nha. Nhớ là theo đúng đường link ấy, bởi vì có nhiều kẻ lừa đảo giả vờ mạo danh mình đấy. Thì anh em cứ liên hệ chính xác. Và nếu anh em có nhu cầu về mẫu bay thì cứ vào website akarigaming.com. Đầy đủ mẫu bay, bay cúp với cả là vua. Các cấp độ nhà chính cho anh em luôn. Thoải mái copy free bay về mà dùng anh em nha. Mẫu bay nào hiệu quả thì mình mới làm đấy. Trận này đại quản giáo còn chưa gồng nữa. Ôi giời, gồng thôi bạn, hãy chấp luôn cả gồng à. Khả năng chấp luôn cả gồng rồi. À đây. Tháp bom, bao nhiêu em sẽ nằm sàn đây? Và quay xe bơm máu cho Miner cực kỳ thông minh đến từ Hitler. Quá đẹp trong trận này. Một trận thi đấu mang về 9 cúp cho Văn Hiểu. Như vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn combo Supreme Miner của người chơi Văn Hiểu sinh năm 96 đến từ Thái Bình. Anh em nào fan Miner thì điểm danh nhá, và chắc chắn là sẽ có về video mẫu bay trong một số thời gian tới. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mình đi đây. Bye bye.